Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát đi cảnh báo khẩn, mưa lớn xảy ra tại huyện Nam Đông và huyện Phú Lộc. Tại thượng nguồn Nam Đông, các hồ thủy lợi thủy điện phải điều tiết với lưu lượng lớn đã làm mực nước sông Hương lên mức báo động 3. Người dân thành phố Huế trong đêm phải khẩn trương chạy lụt. Đến sáng ngày 15 tháng 11, nhiều khu vực ở trung tâm thành phố Huế vẫn ngập sâu khi mực nước sông Hương tại Kim Long đạt cộng 3,97 m, cao hơn mức báo động 3 là 0,47 m. Tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp khi dự báo nước sông Hương sẽ lên cộng 4,5 m, vượt mức báo động 3 là 1 m, vượt đỉnh lũ năm 2022. Theo Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, lúc 7 giờ 30 phút ngày 15 tháng 11, mực nước trên sông Hương đạt 4,19 m trên báo động 3, vượt đỉnh lũ năm 2020. Tại sông Bồ dưới báo động 3, 0,39 m, mưa lớn cùng với nước từ thượng nguồn đổ về từ đêm ngày 14 đến sáng ngày 15 tháng 11 khiến cho nước lũ lên nhanh, nhiều nơi xuất hiện ngập lụt diện rộng. Mưa lớn từ thượng nguồn Nam Đông buộc các hồ thủy lợi thủy điện phải điều tiết nước với lưu lượng lớn, làm vùng hạ du khu vực thành phố Huế và các địa phương bị ngập sâu. Các tuyến đường như Hùng Vương, Ba Triệu, Lê Quý Đôn, Trường Trình ngập khoảng từ 0,2 đến 0,3 mét, nhiều nơi sâu hơn. Tại khu vực phía bắc thành phố Huế, nhiều tuyến đường nội thành cũng ngập nước. Trong đêm 14 dạng sáng ngày 15 tháng 11, nước ở thành phố Huế lên rất nhanh khiến cho người dân khẩn trương dọn dẹp đồ đạc, chạy lũ xuyên đêm. Hiện mưa ở đồng bằng vẫn rất lớn, trong khi thủy điện Bình Điền, thủy lợi Tà Trạch vẫn xả nước về hạ du sông Hương với tổng lưu lượng gần 3.700 m khối một giây. Dự báo từ 6 giờ đến 9 giờ ngày 15 tháng 11, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to với lượng mưa từ 60 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên các sông xuống chậm. Trên sông Hương, sáng và trưa nay, mực nước lũ vẫn ở mức cao trên báo động 3. Chiều và đêm nay xuống mức báo động 2, báo động 3. Đến 10 giờ sáng nay, 15 tháng 11, nước lũ trên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục dâng cao, nhiều tuyến đường ngập sâu, hàng ngàn nhà dân nước ngập từ 0,3 đến 1,7 mét. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ và mực nước đang tiếp tục dâng, nhiều phụ nữ mang thai ở trong vùng nguy hiểm đã được lực lượng công an phường, xã dùng ghe thuyền đến nhà để sơ tán đến nơi an toàn. Ghi nhận của phóng viên chuyên đề công an thành phố Đà Nẵng tại địa bàn thị xã Hương Thủy, nhiều nơi nước ngập sâu, có nơi ngập khoảng 2 mét. Các địa phương đã và đang vận động, hỗ trợ người dân ở vùng thấp, trũng, sơ tán người, tài sản đến nơi an toàn. Tính đến 9 giờ 30 phút sáng ngày 15 tháng 11, một số điểm ở thôn 2 và thôn 7 của xã Thủy Phù có nơi nước ngập sâu khoảng 2 mét. Còn tất cả các tuyến đường trên địa bàn xã ngập từ 1 đến 1,2 mét và có khoảng 800 hộ dân nước vào nhà. Trong thời điểm này, tuy nước ngập khoảng 2 mét và chảy giết, nhưng lực lượng ứng trực của xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy đã tiếp cận và an toàn đưa thai vụ Nguyễn Thị Phượng ở thôn 7 đến Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy để chờ sinh. Một trường hợp tương tự, khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay, nhà chị Huỳnh Thị Lý, chú tại đường hẻm Phan Chu Trinh, phường An Cựu, thành phố Huế, được lũ bổ vây từ phía, từ trong nhà ra đến đường hẻm, có nhiều đoạn nước ngập sâu đến 1,5 mét. Ngay khi tiếp nhận được thông tin, công an phường An Cựu đã vượt lũ đến nhà của chị Lý để đưa thai phụ này cùng với hai con nhỏ ra khỏi vùng lũ đến nơi an toàn. Từ khuya ngày 15 tháng 11 đến nay, công an phường An Cựu đã vượt lũ ứng cứu 19 trường hợp ra khỏi vùng ngập lụt sâu, trong đó có 3 trẻ em, 3 người già neo đơn, 2 phụ nữ mang thai và 11 sinh viên nữ ở ngoại tỉnh. Đang thuê trọ học tại Huế, Ban Chỉ huy Công an Phường An Cựu cho biết đã phân công 3 tổ ứng cứu trực chốt, các khu vực thấp trũng để sẵn sàng hỗ trợ di rời, sơ tán giúp đỡ người dân. Được biết, tại phường An Cựu, nơi quốc lộ 1A đi qua, đoạn nước ngập sâu nhất là 1,5m tại tuyến đường Phan Chu Trinh và Hải Triều. Chị Trần Thị Mờ ở đường Tuy Lý Vương, phường Vĩ Dạ, thành phố Huế, đang mang thai, cũng vừa được công an phường Vĩ Dạ và lực lượng bảo vệ dân phố tiếp cận để sơ tán chị ra khỏi vùng lũ, đến tránh trú tại nơi cao giáo an toàn. Ghi nhận của phóng viên, từ dạng sáng đến trưa nay, rất nhiều người già neo đơn, trẻ em, phụ nữ mang thai đã được công an các xã phường trên toàn tỉnh kịp thời sơ tán đến nơi an toàn. Nước lên rất nhanh, người dân phải khẩn trương dọn dẹp, cây cao đồ đạc, chạy lũ xuyên đêm. Nhằm đảm bảo an toàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế đã thông báo cho học sinh nghỉ học vào ngày 15 tháng 11 để tránh lũ. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế thường xuyên cập nhật tình hình mưa lũ, đồng thời cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Ban chỉ đạo yêu cầu các đơn vị nắm chắc tình hình diễn biến của thời tiết, tình hình địa bàn, phối hợp chính quyền địa phương, ra soát, lên phương án sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm và sẵn sàng lực lượng, phương tiện 24 trên 24 giờ, thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Các địa phương sẵn sàng các phương án theo phương châm 4 đại chỗ. Thưa quý vị, với tình hình mực nước lũ trên sông Hương vẫn ở trên mức báo động 3, trên sông Bồ dưới báo động 3 gây ngập lụt diện rộng, Chính quyền địa phương chủ động thông báo cho học sinh nghỉ học và di rời các hộ dân ở khu vực bị ngập sâu, nguy hiểm đến nơi an toàn. Các huyện Nam Đông, Phú Lộc, Phong Điền và thành phố Huế đã di rời 362 hộ với hơn 550 nhân khẩu. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, trưa ngày 15 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương đã có công điện khẩn yêu cầu lãnh đạo các địa phương, đơn vị sơ tán người dân tại các vùng trũng, ngập lụt sâu, chia cắt, khu vực nguy cơ cao, sạt lở đất, ưu tiên sơ tán trước những đối tượng dễ bị tổn thương, phụ nữ mang thai, người già yếu, học sinh, sinh viên. Đặc biệt các địa phương, đơn vị chủ động đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân tại vùng nguy cơ cô lập, chia cắt dài ngày do ngập sâu, sạt lở đất, bố trí lực lượng kiểm soát, giao chắn đảm bảo an toàn giao thông, nhất là qua ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người. Chủ công trình hồ chứa nước thủy điện đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi tổ chức trực ban theo dõi thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành đã được phê duyệt đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du công ty điện lực thừa thiên huế đảm bảo an toàn lưới điện trên địa bàn khi có mưa lũ bộ chỉ huy quân sự tỉnh bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh công an tỉnh triển khai lực lượng phương tiện trang thiết bị hỗ trợ các địa phương tổ chức sơ tán người dân phòng chống lũ đảm bảo an toàn Sở giao thông vận tải chỉ đạo kiểm tra đơn vị vận tải, nhà ga tàu hỏa, sân bay quốc tế Phú Bài, bến xe, bến thuyền triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân. Theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, mực nước lúc 9 giờ ngày 15 tháng 11 trên sông Hương tại trạm Kim Long là cộng 4,24 m, trên báo động 3 là 0,74 m. Trên sông Bồ, tại trạm Phú Ốc là cộng 4,47m, dưới mức báo động 3 là 0,03m. Dự báo là từ 15 đến ngày 17 tháng 11, địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to, mưa rất to và giải rác có rông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300mm, có nơi trên 500mm. Mực nước trên các sông duy trì ở mức cao trên báo động 3, gây ngập lụt diện rộng trước tình hình mưa lũ diễn ra phức tạp ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân hy vọng cơ quan chức năng địa phương có những phương án ứng phó an toàn tình hình mưa lũ tại các địa phương ra sao sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại